Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngoại giao cây tre có hóa giải được lời nguyền địa chính trị với Trung Quốc của Việt Nam. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, AFA tiếng Việt có bài bình luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Nguyên trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bài viết với tựa đề Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng cạnh tranh Mỹ-Trung. Tác giả cho rằng ngoại giao cây tre mang lại thành công cho Việt Nam. Quan hệ quốc tế mềm dẻo có vai trò đáng kể trong việc hóa giải lời nguyền địa chính trị với Trung Quốc, nhưng sự thịnh vượng của quốc gia mới mang lại sức mạnh thực sự quyết định độc lập chủ quyền để phát triển. Hóa giải lời nguyền là động lực quan trọng để tìm bản sắc riêng, cải cách dân chủ hướng tới thịnh vượng. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả nhận xét, giới tuyên truyền cung đình Việt Nam đã cố tình phớt lờ rằng có đến hơn 70% người dân thích Mỹ, trong khi chưa đến 30% tỏ thái độ tương tự với Trung Quốc, trong đó yếu tố lời nguyền đóng vai trò quan trọng. Tác giả đề cập đến sự thành công của mô hình Trung Quốc được dẫn dắt bởi tư tưởng thực dụng của Đặng Tiểu Bình từ cuối những năm 1970 với tốc độ tăng trưởng kỳ diệu. Tuy nhiên, theo tác giả, mô hình đảng Cộng sản lãnh đạo kinh tế thị trường ngày càng bộc lộ bất cập, đặc biệt là từ khi ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo tối cao. Trung Quốc hiện không chỉ suy giảm về mức tăng GDP, mà còn cả về cấu trúc với những vấn đề như nợ công, nợ địa phương cao, giảm phát, già hóa dân số, thanh niên thất nghiệp nhiều, khủng hoảng địa ốc, tham nhũng nghiêm trọng tràn lan, bất bình đẳng, dân chủ, nhân quyền đi xuống, đầu tư nước ngoài giảm mạnh. Hình ảnh một đánh giá về nền dân chủ Mỹ. Về nước Mỹ, tác giả cho hay, người dân Mỹ tự hào với chế độ tự do của họ, với ưu thế thể chế quyết định sự thịnh vượng của quốc gia. Họ may mắn khi Hoa Kỳ lập quốc trong bối cảnh kinh tế thị trường thắng thế và các nguyên tắc thiết kế thể chế dựa trên ba điều cơ bản. Thứ nhất, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Thứ hai, một số quyền cơ bản tồn tại độc lập với nhà nước. Và thứ ba, nhà nước tồn tại để bảo vệ những quyền đó. Và người dân Mỹ vẫn tôn thờ không chỉ những nhà tư tưởng như Adam Smith và John Locke, mà còn ca ngợi Thomas Jefferson, người chấp bút cho Hiến pháp năm 1776. George Washington đã làm gương khi chỉ ở cương vị tổng thống hai nhiệm kỳ mà không cai trị suốt đời. Hay James Madison với tư cách là nhà thực dụng vĩ đại, khi ông vận dụng tư tưởng thực dụng để tu chính hiến pháp và hoàn thiện chế độ dân chủ. Tuy nhiên, người Mỹ cũng biết rằng chế độ dân chủ không hoàn hảo bởi những bất cập như gây chia rẽ, ra quyết định chính sách khó khăn, chậm chạp, bất bình đẳng, giàu nghèo. Và khi đó, câu nói của Thủ tướng Anh Winston Churchill rằng dân chủ là hệ thống ít tồi tệ nhất thường được nhắc đến. Hình ảnh đảng tung hô về sự thành công của ngoại giao cây tre Việt Nam. Tác giả bình luận ngoại giao cây tre đang giúp Việt Nam cân bằng trong bối cảnh căng thẳng cạnh tranh Mỹ-Trung. Mặc dù mục đích chủ yếu là vì kinh tế, nhưng ngoại giao cây tre cần được nhìn nhận như là một cách mà Việt Nam đang tìm bản sắc riêng để phát triển. Trong đó, giải mã lời nguyền láng giềng là một động lực. Phương thức kinh tế tư bản chủ nghĩa đang thống trị thế giới. Và từ quan điểm này, Trung Quốc và Mỹ đều là các nước tư bản, nhưng với chế độ chính trị khác nhau. Tác giả khẳng định sự cân bằng chỉ có thể khi sức mạnh kinh tế của Việt Nam được tăng cường bởi động lực thị trường và thể chế dân chủ phù hợp, hiệu quả để kiểm soát quyền lực. Cải cách thể chế chỉ có thể thành công khi vận dụng tư tưởng thực dụng để thúc đẩy động lực thị trường. Đồng thời, với cải cách dân chủ, đó chính là chìa khóa của sự thịnh vượng đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ngoại giao cây tre có giải được lời nguyền địa chính trị với Trung Quốc của Việt Nam. Tự nuốt đuôi mãi, rắn VinFast dễ bị nghiền nát giữa rừng voi. Công ty xanh SM được Phạm Nhật Vượng sáng lập với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó Phạm Nhật Vượng nắm giữ 95% tỷ lệ cổ phần. Công ty này đã chính thức hoạt động tại Hà Nội từ ngày 14 tháng 4 năm 2023 và 13 ngày sau tiếp tục hoạt động tại Sài Gòn. Hình ảnh ông Vượng lại nghĩ ra mô hình kinh doanh mới để tiêu thụ xe của chính mình. Việc thành lập công ty này nhằm mục đích sử dụng xe VinFast sản xuất ra mà không bán được. Đây là cách ông Phạm Nhật Vượng sản xuất rồi tự bán sản phẩm cho chính mình. Mô hình kinh doanh này được báo chí thổi phồng là sáng tạo.
Chưa có hãng ô tô nào làm như thế. Quả thật, các ông lớn ngành ô tô trên thế giới, cả xăng lẫn điện, không ai làm như ông Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, các hãng xe lớn không làm như vậy là vì họ không cần thiết phải làm như vậy. Thật ra, nhà sản xuất và người bán sỉ không nên nhảy vào lĩnh vực bán lẻ, bởi khi đó họ cạnh tranh với chính khách hàng của mình. Về lâu về dài sẽ mất khách. Trong hệ thống phân phối và bán hàng, vẫn nên chuyên môn hóa, không nên ôm đồm. Theo đánh giá của một số nhà phân tích, ông Phạm Nhật Vượng lập ra công ty taxi xanh để giải quyết hàng ế, hàng tồn kho, chứ chẳng phải là sáng kiến gì ghê gớm như báo chí tung hô. Nếu hàng của VinFast sản xuất ra mà không kịp bán, thì không đợi nào ông Vượng lại mất công lập thêm công ty taxi xanh để làm gì. Đây là tín hiệu không tốt đẹp gì mấy cho hãng VinFast. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, công ty xanh SM ra mắt dịch vụ cho thuê xe điện tự lái, có tên là xanh SM Rentals. Theo quảng cáo thì giá thuê là 720.000 đồng một ngày, dịch vụ cung cấp các gói thuê linh hoạt. Với dàn xe mới 100%, số lượng xe lớn và nhiều phân khúc xe VinFast đa dạng theo nhu cầu. Hình ảnh taxi xanh nằm bãi quá nhiều. Thực tế, nhiều bạn đọc đã gửi cho chúng tôi clip hình ảnh taxi xanh nằm bãi như rừng. Điều đó cho thấy taxi xanh không được ưa chuộng và không thể tiêu thụ hết hàng ế của VinFast. Vì vậy, cần phải nghĩ thêm loại hình dịch vụ khác để sử dụng cho hết lượng xe nằm bãi này. Việc tự sản xuất rồi bán cho chính mình được ví như hành động rắn nuốt đuôi. Năm 2023, con rắn VinFast đã nuốt một đoạn đuôi có tên là taxi. Giờ nó lại nuốt thêm một đoạn nữa có tên là cho thuê xe tự lái. Không biết, rồi đây con rắn này có tiếp tục nuốt đuôi hay chỉ nuốt đến đây rồi dừng. Cứ đà này VinFast khó mà tồn tại bền vững được. Muốn bền vững thì phải làm chủ được công nghệ. Không ngừng cải tiến chất lượng, nâng cao chất lượng hậu mãi và từ đó mới dần dần xây dựng nên thương hiệu. Một khi thương hiệu đã có tiếng thì công ty sẽ phát triển mạnh. Biết rằng dù là ông lớn như Tesla, vẫn phải chịu nhiều năm liên tục gồng lỗ rồi mới có ngày huy hoàng, huống chi VinFast. Tuy nhiên, một khi công ty đi sai hướng thì chỉ có thể đốt tiền đến cạn túi rồi phá sản, chứ không thể mong ngày huy hoàng được. Ngay trên đất Mỹ cũng có những start-up ngành ô tô điện bị phá sản, chứ chẳng phải là toàn màu hồng. Hình ảnh liệu ông Vượng có nghĩ ra cách nào khác ngoài cách rắn tự nuốt đuôi hay không? Cuộc cạnh tranh xe điện giữa các start-up vốn đã quá khốc liệt, mà giờ đây các hãng xe xăng lâu đời cũng đang nhảy sang làm xe điện, thì mức độ khốc liệt ngày càng gia tăng. Các hãng lớn của Đức từ nhiều năm qua đã cho ra đời song song xe xăng và xe điện. Điều này có nghĩa là các hãng xe xăng lâu đời quyết không để khách hàng truyền thống bỏ mình vì thị hiếu tiêu dùng thay đổi. Trong công cuộc cạnh tranh này, hãng xe xăng lâu đời có lợi thế hơn các start-up chỉ sản xuất thuần xe điện vì họ có thương hiệu, đang mạnh vốn. Và họ làm chủ công nghệ, đồng thời cũng đang có khách hàng truyền thống trong tay. VinFast rất dễ bị nghiền nát trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Tự nuốt đuôi mãi, rắn VinFast rất dễ bị nghiền nát giữa rừng voi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.